Anh Lý thế ra. Anh Lý à. Bây giờ mình bố bán đi hàng Lý. Hả? Bố bán đi hàng Lý. Ta bố ta hàng Lý. Bây giờ thì mình đang gặp. Hả? Còn nào bây giờ. Bây giờ cầm mình mới đây ra. Có bố bây giờ gì. Nó nấu được cùng rồi. Kể cái Lý. Thì đã ra ra cái ổn. Thằng Lý á. Mình đã ra cái ổn Lý á. Kali kutu je tamu.